Yo các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới trái cây nha. Ý mình là Lock Food các bạn ơi. Đúng vậy, trong ngày hôm nay mình lại tiếp tục ăn thêm một lò trái cây mới thôi. Tại vì dạo gần đây mình cứ luyện kiếm học vô công quá là nhiều rồi à. Nhưng mà còn trái nào xịn mà mình chưa cắn đâu ta. Chết tiệt, mình phải quay lại cái quá khứ của mình để đọc những comment của các bạn fan cứng thôi. Gì cơ, các bạn yêu cầu mình ăn trái tơ hả? Yo, tại sao cái trái tơ này các bạn yêu cầu mình nhiều quá vậy ta? Thế là phải chịu theo các bạn thôi chứ sao giờ. Vì là các bạn là fan cứng của mình mà đúng không? Thế thì giúp cho mình một like nha. Bạn ơi hãy xem cái thứ chết tiệt này giúp mình đi. Tại sao cái lượng người chưa bấm đăng ký kênh của mình nó lại cao thế như vậy? Mình rất là ghét cái này, cho nên nếu bạn là fan chùa hay là người mới thì hãy giúp cho mình một đăng ký kênh nha. Bấm một cái chuông kế bên nữa, mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Phải sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ 19 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Và trong mấy ngày qua là mình đã luyện kiếm nè, rồi mình học võ công rất là nhiều rồi. Mình đã quên mấy cái loại trái cây của mình rồi các bạn ơi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ quyết định ăn một cái loại trái cây mới nha. Đó chính là trái tơ. Hình như đây là trái của thằng Doflamingo trong phim đúng không nhờ? Ok, cắn nè. Xem là trái này nó có gì hay ho, nó có hấp dẫn được mình không nha các bạn ơi. Đâu rồi, xem nào. Trước khi mà mình test mấy cái chiêu này thì các bạn thấy rồi đó, cái chỉ số của mình bây giờ nó dồn vô hết kiếm rồi các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình cần phải quay lại cái pháo đài đâu rồi, cửa của anh đâu rồi mấy đứa ơi. Giờ mình sẽ quay lại gặp cái thằng đầu sọ đấy mà mình reset lại cái chỉ số của mình. Rồi nói chuyện nè. Đào 2500 F đúng không? Đúng vậy đấy, mình đã chuẩn bị F quá trời ở đây rồi các bạn ơi, không lâu thiếu luôn. Bây giờ mình sẽ nâng hết tất cả vô trác quỷ của mình lên nè, xong rồi vô phòng thủ. Rồi vô melee đợi nha, quá đẹp rồi. Ok, quay lại chỗ nãy thôi để test chiêu xem là một trái tơ này như thế nào coi. Let's go. Ok anh à. Hình như là trái này có thức tỉnh lực lượng lên V2 đấy mà đúng không? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi. À vậy là các bạn cũng biết là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ luyện skill lên 300 mastery. À không, 225 mastery thôi là mình đã có thể full chiêu rồi. Mà sao chưa chết yếu xìu vậy, quá làm tôi thất vọng rồi nha. Từ lại coi cơ cầu vồng nè. Rồi làm sao ào, mình không thấy được cái gì luôn các bạn ơi. Đúng là sợi tơ nó quá bé mà mình mở được thêm 2 chiêu nữa rồi. Con tuần đơ lụa, con tuần vơ lụa như nào ta, tao xem cái nào. Rồi oh shit, đừng nói làm Spiderman nha. Đưa anh, đã cho anh làm Spiderman mà đu dây đu tơ ấy. À mình sẽ bắn ra mấy cái sợi tơ để mình đu lên các bạn ơi. Ê, nếu mà không có nhà thì sao, thì mình có đu được không? Được anh. Ủa mình đu trên không trung luôn hả? À hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, wow, Spiderman thì phiên bản này xịn hơn nha, cũng hay đó. Bây giờ chúng ta sẽ tới mấy chiêu X xem nào, bảy tơ như thế nào đây. Đâu vậy, đây không thấy gì khác biệt cho người ta. Đó anh, cái gì chiêu gì vậy trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, chiêu chết có 2.000 đam mà còn chiêu 7 tơ thì lại khá là khó trúng nên chết rồi. Trái này không được rồi nha, từ từ nha, lại coi. Rồi. Oh shit, cũng 2.300 đam mà làm cho đồ trái này yếu quá vậy. Không ổn rồi, mình phải cố gắng thức tỉnh xem là mấy chiêu này nó có khác biệt gì không nha. Chứ mình thấy là chưa thức tỉnh nhìn nó hơi chán rồi đó. Rồi, cố farm lên 100 mana ghi xem tơ tử nhiệt nè. Đó. Rồi, chín rồi nè, thêm một con nữa thôi. Rồi, tơ cầu vồng. Oh shit, 7 tơ, 105 tơ tự nhiệt đúng không? Đâu xem nào, cái gì nó giơ tay ra trước nè. Đúng rồi, anh bắn đi anh. Ôi, chiêu này có vẻ nhìn uy tín không, cái chiêu nó khác rồi đó các bạn ơi. Đem, chiêu được á. Tùy tính gấp đôi. Ờ, uy tín gấp đôi mấy chiêu kia luôn. Được. Giờ mình sẽ cố gắng lên ngủ tơ kích như thế nào nha. Có chữ ngủ là mình thấy là nó hình như là ngủ là số 5 đúng không ta? Đúng rồi anh. Ngủ là số 5, tơ tự nhiệt lại coi. Oh shit, cái này giống chiêu Z của Dragon quá ta. Đúng rồi anh, nhưng mà nó phiên bản khá anh. Phiên bản sợi tơ đúng không? Đúng rồi. Ui, 24 rồi nè, 2 con nữa thôi. 2 con nữa. Rồi, 25. Rồi, ok. Nhà trái tơ này farm khó thế nhờ. Ngủ tơ kích nè, đâu xem nào. Ui, cái gì vậy, anh thấy nó giơ hai tay lên trời nè. Có gì đó khủng khiếp lắm đúng không? Đâu. Không như anh nghĩ đâu, cũng 4.200 đam cũng cao nhờ. Giờ mình đi thức tỉnh luôn anh. Để giờ mình sẽ đi thức tỉnh hết mấy cái chi này xem có khác biệt gì không nha. Chứ anh thấy 11 là hơi chuối, hơi chán chán hả? Qua cấp mình xem ơi. Yo, chiêu ngủ tơ kích này giống cái chiêu trong con boss quá ha. Đúng rồi anh, chính nó. Là nó luôn đó hả? Lên ở quách rồi anh sẽ thấy được thực sự khủng khiếp của cái skill này. Kêu anh, nó đẹp khủng khiếp. Đẹp khủng khiếp luôn hả? Đẹp mà anh. Mảnh luôn. Đẹp mà mạnh nữa anh. Ok. Giờ em cầm kiếm bự, em chặt từng hằng. Tơ hình chắc không làm được gì trong này đâu. Đúng rồi anh, đứng coi thôi anh. Ok. Thức tỉnh mấy chiêu anh mới có thể đi được. Gần hết anh. Gần hết luôn mới đi được. Đúng rồi. Rồi đi thôi. Đảo cuối hơi xa nha. Rất xa. Anh bắn tơ hoài. Tại sao nó lại xa tới vậy? Em cũng không biết. Ui sao nhiều hàng bắn tơ quá vậy. Nhiều lắm. Kìa kìa bắn tơ kìa. Để kéo kìa. À chùm kìa chùm kìa. Ui cái gì vậy, cái gì? Xài skill thức tỉnh anh. Ui xếp thức tỉnh là vậy đó hả? Rồi, xong. Ok, let's go. Chiêu tơ cầu vòng đầu tiên đúng không? Đúng rồi anh. Rồi, để xem coi nó sẽ khác biệt như thế nào nha. Ủa sao ghi thằng này là 800 F ta, bình thường chiêu Z là 500 mà. Kỳ vậy? Bây giờ nó thành tơ nhiệt chảm rồi, đâu để test coi khác biệt như thế nào đây. Nhấn giữ nha.
Oh shit. À nhắn dữ đúng không? Nó sẽ bắn ra mấy cái sợi tơ nha. Ok lại coi. Sao Tam cao quá vậy? Sao Tam nó có hai khủng khiếp như vậy? À nè, do Phương gần 30m. Ờ nhờ, Phương nó bằng 30m VLT rồi, bảo sao nó là trâu đó vậy? Rồi, hiểu rồi. Ok, bây giờ mình có chiêu tơ nhiệt chảo nhìn nó cũng hay rồi đó. Nhưng mà Tam test lên. Người có bounty cao nó cũng không có rõ ràng như lắm nha. Test lên quái anh. Test lên quái nó sẽ hợp lý hơn. Giờ mình cứ gai cho xong hết mấy cái chiêu thức tỉnh đi rồi mình quay lại test sau nha. Vô. Ok anh, vô. Rồi, thức tỉnh chiêu ép 2500. Oh shit, sao này đòi hỏi ép nhiều quá vậy? Rồi, con tường tơ lửa thành gì đây? Con đường của chúa hả? Đúng rồi anh, con đường của God. Của God hả? Rồi ok, tao xem nó khác biệt không? Có chiêu em, chiêu này có gây đam không ta? Có anh. Cây đam là à đây rồi. Ok ra đây Phương. Sao mắc máu? À không anh, nó chỉ để bay thôi. Oh shit, gì không như anh nghĩ ta. À nếu mà chưa thức tỉnh là nó chỉ bay được một đường thẳng thôi, còn khi mới tỉnh rồi thì nó sẽ bay tự do hơn. Đúng rồi anh. À ok, với một cái skill di chuyển này thì cái này nó khá là ok rồi. Giờ thì chúng ta còn ít CV nữa, rồi đi nốt thôi chứ giờ chưa có đánh được gì hết. Đúng rồi, chưa đánh được gì hết luôn. Let's go. Đâu xem nào, thức tỉnh bao nhiêu ép đây? 3500. Rồi 7 tơ thành gì đây? Tơ ngục. Oh shit, tơ ngục là sao? Đâu test coi, test coi. Nó tạo ra nguyên cái lồng. Tạo nguyên cái lồng hả? Rồi, giữ nè. Ui, cái gì? Ủa, mình không có giữ hả? Mình bấm lên nó ra chiêu luôn. Ok, lại nha. Test lên mấy cái người 230m booty. Vô. Test lên quái anh, đi. Đây, mà test mấy anh làm tặc đi. Ô, nãy là tơ nhiệt chảm, mình chưa biết bao nhiêu đam nè. Đó, cũng 3000 đam bộ, cũng cao. Cũng 3200 luôn, cũng như nhau luôn. Anh thấy thì đam nó cũng ổn thôi chứ nó cũng không có cao lắm. Ít nhất phải 4000 cơ. Giờ mình còn chưa tơ tử nhiệt với ngủ tơ kích nè. Đi thức tỉnh nốt em hai đứa ơi, let's go. Ok anh. Đó. Xong chưa? Xong rồi. Rồi xem nào. Tơ tử nhiệt đúng không? Đúng rồi anh. Tơ tử nhiệt 4500. Oh shit, anh để ý là cái thằng tơ này nó ăn điểm ép dữ ta. Rồi anh ăn điểm ép dữ lắm. God, thành bạch tơ vĩnh hằng hả? Cái tên gì sao nghe màu mèo vậy ta? Giữ skill luôn nha anh. Skill luôn nha. Rồi ok, giờ chạy ra đây nè. Đâu xem nào. Bạch tơ vĩnh hằng đúng không? Vô. Oh shit. Ôi, chiêu này ngầu nè. Trong mấy cái chiêu thức tỉnh là nãy giờ anh thấy chiêu này ok nhất rồi đó. Cái chiêu C này có phải là cái chiêu mà con boss khi nãy dùng đúng không? Dạ đúng rồi anh. Anh tưởng cái chiêu khi nãy con boss chụp là chiêu vơi cơ. Tao để anh dùng lại xem nào. Bạch tơ vĩnh hằng đúng không? Ôi, chiêu này trông ngầu thế hả? Được á. Ôi, không biết là chiêu vơi ngủ tơ kích nó thức tỉnh thế như nào ta. Chết tiệt. Ok, đi nốt nè em ơi. Rồi, speed game thôi. Biến biến nhỏ rồi đi Phương. Mình nghĩ á. Rồi xong, vào đổ 2 thôi. Rồi nhanh. Hình như cái cổng này của C2 đúng không? Chết nè, let's go. Rồi, xong rồi. Rồi, để xem thức tỉnh thành gì nha. Oh shit, 6000 F hả? 6000 F. Cái tơ này nó ăn F hơi bị nhiều nha. Mà anh ăn F dữ lắm. Rồi, ngủ tơ kích thỉnh gì đây? Sự trừng phạt của thiên đường. Oh shit, quá tên gì dài và nghe màu mẹ thế nha. Ok, đâu xem nào, cái sự màu mẹ của nó có giống như cái chiêu của nó không nha. Nhắn dữ đúng không? Rồi, ok, chúng mày chứ. Cứ mỗi lần tung chiêu cứ sự trừng phạt của thiên đường á. Dài dòng quá vậy, rồi, vô. Yo, ôi, chiêu này hơi bị ngầu rồi nha. Ây à, tính ra xịn đó chứ bộ. Nhưng mà bị cái chiêu này hỏi khá là lâu nha. Bộ skill này anh thấy là nó không dùng farm mình mà nó dùng BB đúng không? Đúng rồi anh. Chiêu này sao mà farm được, đâu lại coi. Ôi. Tiến lại gần anh cũng không được luôn á. Không lại gần được luôn hả? Ôi, Hải Đạt phát hiện người tới lâu đài luôn nè. Rồi ok, sẵn tiện rồi test luôn. Ôi, nó lại đúng lúc quá luôn á chứ. Ở boss nè. Đánh đi anh, đánh đi anh. Ok luôn rồi, tao có thể xem chiêu vơi coi. Trời ơi, chưa quay 8 miền đam hả? Gì khủng khiếp vậy?
Hay do con này quá yếu ta? Chứ gì chơi 88 trời. Oh my god, trái lò xo. Wow, quá xịn luôn. Mình cũng đã thức tỉnh hết tất cả chiêu của trái tơ rồi. Mà trái này không dùng để farm rồi thì mình chắc mình đi đánh boss đi cho nó sướng ha. Rồi mình sẽ đi chờ hỏi mấy anh chạy từ dưới lên trên này gặp anh Stone trước đây. Let's go. Ok anh ạ. Ôi 88 thiệt này. Oh shit, chiêu xe cũng 4.3 này. Rồi bao nhiêu máu rồi ta? À dạ, mình được 1/4 máu vậy. Chết rồi, hồi chiêu lâu quá rồi mấy đứa ơi. Rồi giữ phụ anh đi. Đó là. Rồi, bơi nè. Rồi, let's go. À, nếu mà mình farm Master Grill lên cao thì trái này nó còn mạnh hơn nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cái con số 8.000 này nó sẽ không dừng lại ở đây đâu. Rồi vô đi mấy đứa. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, để anh, để anh, để anh. Rồi, sự trừng phạt của thiên đường nè. Oh no. Ê, cái chiêu này không có di chuyển được hả? Chết tiệt, nó cố định một chỗ nhờ. Rồi, chết. Thì chỉ số nổi. Oh my god, mắc luôn chiêu bơi. Thật luôn á, chiến tơ này được có chiêu bơi là ngon thôi á. Rồi, chiêu bơi này mà so với trái linh hồn thì tam cao hơn mà đúng không? Rồi, trừng phạt của thiên đường, vô. Ai, cuối cùng thì mình cũng đã hất tỉnh được tất cả chiêu của cái trái tơ của Doflamingo rồi các bạn ơi. Ngoài cái chiêu vơi rất ngầu lòi của nó ra thì những chiêu còn lại mình cảm thấy nó khá là chán, mình cũng không được thích nó lắm. Nhưng mà không sao, vì các bạn fan cứng thì mình sẽ ok hết thôi. Vì vậy nếu bạn muốn mình cắn những trái quỷ nào trong tương lai, comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ thực hiện nó thôi. Ngày hôm nay của mình nó khá là ngắn do là việc thức tỉnh trái quỷ bây giờ đối với mình nó không còn khó nữa rồi. Nhưng mà bạn yên tâm đi, trong tương lai mình sẽ thức tỉnh một lúc 2 trái luôn. Vì vậy nếu bạn là fan cứng của mình thì không cần phải nhắc rồi, giúp cho mình một like nha. Và nếu như bạn là người mới thì bấm đăng ký kênh nha, bấm vào cái chuông bên nữa, mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.